Chào các bạn nhá. Đấy. Tết năm nay không không có thịt thà cá mắm gì hết các bạn ạ. Đấy. Mà chỉ toàn là bưởi thôi. Bạn nào tới nhà mình chơi Tết năm nay mình đãi bưởi nhá. Mới đi mua chỗ này là 40 mấy ký, 45 ký bưởi. Hai cái bọc này 45 ký. Bưởi da xanh nha các bạn. Đây, Tết năm nay tới nhà mình đãi bưởi nhá. Vợ mình với mình mới đi mua về đây. Tới tại vườn mua luôn. Tới tại vườn mua luôn, giá rất là mềm luôn. Bưởi da xanh nha. Xé bọc ra cho các bạn xem này. Đó. Một quả là quả nào to lắm là tầm cỡ 2 kg, 3 kg. Cái này thì cỡ ký với 2 kg này. Ký 2 kg quả. Bên này nữa. Đấy. Bạn nào Tết năm nay tới nhà mình chơi là mình cho ăn bưởi rồi còn biếu biếu cầm về nữa nha. Năm nay là Tết năm nay là ăn bưởi thôi chứ không có thịt thà cá mắm gì hết. Không. Đấy. Xin giới thiệu với các bạn, đây là vợ mình. Người đẹp đến từ Hoa Quả Sơn. Rồi mình chào các bạn nha.